Chính phủ Tây Ban Nha đã trình Quốc hội bản dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2014, theo đó tỷ lệ nợ công trên GDP là cao gần 100%, mức cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính vẫn khẳng định đến nửa cuối năm sau kinh tế Tây Ban Nha sẽ hồi phục. Tính đến tháng 6, tỷ lệ nợ công trên GDP của Tây Ban Nha là hơn 92% và dự kiến đến năm 2013 là hơn 94%. Nhưng theo tính toán của chính phủ, đến năm 2014 con số này sẽ tăng lên đến gần 100%, ngưỡng cao nhất trong một thế kỷ qua. Kể từ đợt vỡ bong bóng bất động sản vào năm 2008, nợ công của Tây Ban Nha đã dội lên gấp 3 lần, kéo kinh tế nước này vào vòng suy thoái 5 năm liền. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Cristobal Montoro khẳng định rằng, trong năm 2014, Tây Ban Nha không cần phải thực hiện thêm bất kỳ một biện pháp thắt lưng buộc bụng nào nữa, bởi kinh tế nước này sẽ hồi phục lại vào nửa sau năm 2014. Ngân sách dự định cho năm 2014 tập trung vào các biện pháp hồi phục kinh tế và tạo ra việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Kế hoạch ngân sách mới không bao gồm tăng thuế, dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục chú trọng vào thắt lưng buộc bụng, nhưng vẫn phải cân nhắc về các khoản chi tiêu công. Một điểm khiến người dân chú ý nhất trong kế hoạch ngân sách 2014 của Bộ Tài chính là lương hưu. Nếu được Quốc hội thông qua, lương hưu sẽ được tăng khoảng 0,25%.